xin anh đại tướng cho biết là trong trường hợp nào và cái lý do nào mà quân đội của mình rút khỏi miền Trung? Thiệt ra đã đứng về phương diện mà cá nhân á, thì người lính cộng sản nó cũng không có hơn người lính Việt Nam bao nhiêu vậy. Nhưng mà cái của họ là hơn mình ở cái chỗ này này. Yeah. Như tôi nói với anh Bân Nái ở Bà Găng đó, là họ bàn những cái gì về những kế hoạch quan trọng hay là những cái kêu bằng cuộc hành quân lớn lao là họ đem ra cái hội chính trị. Yeah. Cái kêu bằng bộ chính trị họ bàn. Đúng rồi. Rồi họ mới lấy quyết định. Dạ. Yeah. Còn bên mình có lắm khi nghĩa là không có làm như vậy. Anh nghĩ rằng cái chuyện mà trong cái giai đoạn chót của cuộc chiến tranh Việt Nam mà ông Tổng thống Thiệu rốt cuộc còn nắm hết cái quyền bính trong tay về chính trị, về hành chính, luôn cả về quân sự, cái chuyện đó có lợi cho mình không thưa anh? Dạ chắc chắn là đâu có lợi anh dạ, ha. Đúng dạ, tự nhiên anh đại tướng có dịp nói với tôi về vấn đề quân sự đó, rút quân á lúc nào cũng khó hơn là tấn công, thì xin vui lòng cho biết cái chi tiết về cái chuyện đó. Cái đó đó là chỉ có kêu bằng khởi đầu nang bắt đầu từ khi mà mình biết được không còn 300 triệu viện trợ Mỹ cũng cắt đứt. Thì đáng lẽ ra đó, nếu mà Mỹ họ làm cho đúng là những cái cuộc viện trợ phải cho biết nghĩa là trước để mình có thể mình thiết kế hoặc là mình đối đãi với tình hình trước, nhưng mà khi mà tới lúc cùng mới cắt thì nghĩa là khó lòng mà xoay sở. Đúng rồi. Yeah. Hồi nãy anh đại tướng có nói với tôi mà cái câu đó rất là chí lý. Anh nói rằng rút lui đó, nó khó hơn cái chuyện mà tấn công nhiều lắm về mặt quân sự. Thì thưa anh thấy rằng cái cuộc rút lui khỏi miền Trung của mình có chuẩn bị kỹ không anh? Không chuẩn bị. Yeah. Anh Trung tướng Ngô Quang Trưởng có từng nói với tôi rằng khi mà được lệnh rút khỏi miền Trung đó, thì cái tình hình ở miền Trung không có thể, không có nghiêm trọng, quân lực của chúng ta không có để đến nỗi yếu mà phải rút một cách nhậm lẹ như vậy. Cái đó thì đó là ý kiến của ông á. Dạ. Nhưng mà theo ý kiến của tôi á là cái thời cuộc nó diễn ra ngoài cái ý muốn của ông trưởng. Dạ. Ông không có làm cái gì được hết. Dạ. Khi mà rút lui ở Ba Mê Thuộc thất bại rồi, yeah, thì những cái người mà trốn được về tới kêu bằng bờ biển đó, yeah, thì họ có thân nhân ở ngoài vùng một, yeah, là họ điện thoại ra ngoài kia, yeah, họ nói là trong này đã kêu bằng cách đất nhường cho bên kia rồi, đã rút lui rồi, đã thế này, thì ngoài kia họ đâu có cần gì phải chờ ai đâu, dân chúng tự động nghĩa là họ cho chân lên cổ họ chạy. Thì bây giờ ông trưởng lúc bây giờ ông có cũng không có làm cái gì hơn được. Yeah. Không làm gì được. Cho chỉ có cái điểm này á là ông trưởng đó khi mà ông ấy viết cái bài mà tại làm sao tôi rút lui ở miền Trung đó, thì ông ấy có nói là tổng tham mưu đó không có yểm trợ cho ông ấy, nghĩa là đúng mức. Thì cái đó nó không đúng. Cái điểm đó thôi. Yeah. Là bởi vì là hai đơn vị tổng thủy bị mà thứ anh là hai sư đoàn thủy quân lục chiến với sư hoàng diệu đó là hai sư đoàn tăng cường, mỗi sư đoàn là 4 chiến đoàn, yeah, chứ không phải 3 chiến đoàn, yeah, mà giao cho ông hết rồi, trong tay đâu còn gì nữa. Về cái vấn đề mà sụp đổ cái miền Nam, và thưa anh thì tôi có dịp nói chuyện với anh Trần Nhân Lắm, với anh Nguyễn Lưu Viên phó thủ tướng đó, thì hai anh đó có nói, tôi có hỏi câu hỏi là ngay từ cái thời điểm nào mà hai anh ấy nhận xét là miền Nam sẽ sụp đổ, thì hai anh trả lời là nó hơi khác nhau. Cái thời điểm nào anh đã thấy rằng cái cuộc chiến miền Nam nó đã tàn rụi rồi, không còn phương cứu chữa nữa, bắt đầu từ giờ phút nào thưa anh đại tướng? Bây giờ muốn trả lời câu hỏi đó nè, tôi xin đi lại một cái khía cạnh, một cái vấn đề kêu bằng căn bản. Trong mỗi cái chiến tranh nào cũng vậy, chỉ có những tướng xuất chúng mới có thể có một cái số quân rất ít mà thắng được một cái số quân đông hơn của bên địch.
như nó Phó Luân chẳng hạn. Khó kiếm một người. Khó kiếm một người. Còn cái vấn đề mà tương quan lực lượng đó, bên nào có quân nhiều thì bên đó có thể có đủ phương tiện để mà đối phó với vấn đề một cách uyển chuyển và sắp xếp của mình. Đó. Thì bây giờ đó, mình sau khi mà Mỹ rút lui rồi mà mình bị ký hiệp định Ba Lê, mà tôi cho đó là một cái dây thòng lọng mà mình phải mang vô cổ rồi, thì thưa anh không có vô phương cứu chữa. Anh thấy là hết dạ, dạ đúng. Nhất là nó ở bên cạnh mình đó. Dạ. Theo cái hiệp định Paris 73 hả? Dạ. Rồi cái chính sách mà Việt Nam hóa chiến tranh đó, thì hai cái sự kiện đó, cái sự kiện nào nó ảnh hưởng mạnh nhất trong cái chuyện mà sụp đổ của miền Nam? Thì khi mà ông Nước Sơn ổng tuyên bố cần phải Việt Nam hóa chiến tranh để mà rút khỏi quân lính Mỹ khỏi miền Trung, miền Việt Nam, anh có nghĩ rằng bắt đầu ngày đó là miền Nam số phận đã được kết thúc chưa? Với cái Việt Nam hóa chiến tranh. Thiệt ra đó, cái Việt Nam hóa đó, nó là một cái cử chỉ chính trị. Ông ấy nêu lên để ông có cớ rằng là tôi đã kêu bằng giúp đỡ tôi làm cái này cái kia cho Việt Nam Cộng Hòa mạnh để tôi rút lui. Nhưng mà thiệt ra cái chuyện đó, đó đáng lẽ phải làm từ lâu rồi, chứ đâu phải chờ lúc đó tới bây giờ. Nghĩa là anh nói là đáng lẽ làm từ lâu, nghĩa là cái cuộc chiến tranh Việt Nam mình với Bắc Việt đó phải là cuộc chiến tranh do người Việt Nam điều khiển, chịu trách nhiệm, phải không anh? Dạ đúng rồi. Nghĩa là như vậy là anh nói là Mỹ xen vào chính trường Việt Nam và làm cho cái cuộc chiến mình nó thêm khó khăn. Anh có nghĩ gì không? Tự nhiên ha. Mình đâu còn quyền chỉ huy, mình đâu có được tự do mà hành động nữa. Thưa anh, có nghĩ rằng cái chuyện mà đảo chánh ông Tổng thống Diệm như vậy đó có thể làm cho miền Nam sụp đổ mau lẹ hay không? Dạ đúng rồi. Cái anh nghĩ như vậy hả? Một cái lỗi lầm ghê gớm. Lỗi lầm ghê gớm? Lớn, lớn, dạ, lớn lao. Anh có nghĩ là quân đội có chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần để mà thay thế ông Diệm không? Chế độ quân phiệt. Tôi thấy không có ai có đủ khả năng hết. Theo anh nghĩ nếu mà ông Tổng thống Diệm không bị đảo chánh, không bị giết, còn ngồi đó hoài, thì miền Nam có thể sụp đổ năm 1975 không? Dầu sao ra nữa, ông Tổng thống Diệm chỉ là cái symbol mà thôi. Ông Tổng thống Diệm mà không cố gắng Ngô Đình Diệm cũng không làm gì được hết. Hai anh em phải họp chung với nhau. Mà khổ cái chỗ này, Mỹ này, chỉ muốn có lại có ông Nhu thôi. Đúng rồi. Thì giai đoạn đó là có anh, có tôi. Thì mình làm việc với ông Tổng thống, mình biết. Thành ra nó khổ như vậy. Thì ông Tổng thống là người đạo đức, có uy tín, nhưng điều gì mưu mô chiến lược là ông Nhu, phải không? Nhưng khổ là Mỹ nó muốn tách ông Nhu ra khỏi ông Diệm. Con Bi có từng nói, có viết cuốn sách, và con Bi đã nói rằng ông Nhu đó, ông cố vấn Ngô Đình Nhu là cha đẻ của chính sách áp chiến lược. Thưa anh có nghĩ rằng cái áp chiến lược đó đã từng gây khó khăn cho Cộng sản hay không? Thưa anh, cái chính sách áp chiến lược hay là khu trù mật đó, hay là nhân sinh hay là cái gì đó nữa, ý kiến đó là cái chuyện đó phải làm. Phải làm. Là bởi vì là thằng kẻ địch của mình đó, là nó là dân quân, nghĩa là nó là tùy thuộc lẫn nhau, nó yểm trợ nhau. Thành ra vì thế mình phải tách thằng dân ra khỏi thằng quân. Và thằng quân không được nhờ cái sự yểm trợ của dân. Thì khi mà mình làm ấp chiến lược đó, là mình có cái ý như vậy. Thành cái ý là tốt. Nhưng cái người thi hành đó, kêu bằng muốn tấn công hay là ẩu cần tả, thành nó thi hành cái đó không đúng mức. Nó thí dụ như có lắm khi ấp chiến lược thì đem cây cối ở những nơi khác tới trồng, để cho khi ông Tổng thống thấy ta đi kinh lý, đó, mấy ông thấy tin tốt. Đó. Dạ, đúng đó. Rồi. Dạ. Và cái đó đáng lẽ phải làm thêm một hai tuần nữa đi, cho nó có cái thực chất của nó, thì chắc có lẽ tốt. Là bởi vì cái chuyện đó, nó đã thành công ở bên Mã Lai Á rồi. Của Sơ Tâm Sinh đó. Dạ, có Tâm Sinh đó. Dạ, đó. Anh là một người đàn anh và người chỉ huy lớn trong quân đội. Mà anh nhận định như vậy về cái áp chiến lược của ông Nhu, của ông Diệm. Tại sao mà sau khi mà giết ông Diệm rồi, Hội đồng Cách mạng tướng lãnh họ hủy bỏ một cách mau lẹ cái áp chiến lược như vậy?
Cái đó thì phải hỏi ông Dương Văn Minh và những người mà làm cái quyết định đó là do hội đồng cách mạng chung hay là do một mình cá nhân Dương Văn Minh thưa anh? Cái đó tôi không hiểu rõ. Dạ tôi cũng không hiểu nữa. Dạ. Dạ. Vì lúc giờ tôi không có tham gia vào trong những cái chuyện đó. Đúng, anh nhưng đâu mà, có tham gia. Nhưng mà cái đó là anh nữa, nhưng mà trong đó là cái lỗi lầm ghê gớm. Anh coi đó là lỗi lầm ghê gớm. Dạ, lỗi lầm ghê gớm. Dạ đúng rồi. Quỷ bỏ đó. Dạ. Chính Colby cũng nói vậy. Thưa anh, lúc bây giờ đó họ nghi thằng Nhạy Dù là trung thành với ông Tổng thống. Đến đối mà đơn vị Nhạy Dù đó đi lo yểm trợ kêu bằng gần như Long An, Mỹ Tho. Không có đi hành quân nữa. Thì thưa anh, ai cũng biết là anh Đại tướng là cái người đã từng giữ cái vai trò tham mưu trưởng lâu nhất là dưới thời ông Thiệu là 9 năm trời. Mà tôi biết rằng đã nhiều lần anh từ chức, anh có vô đơn từ chức mà ông Thiệu từ chối. Thì thế anh nghĩ cái sự kiện đó nó như thế nào? Thì từ lúc nãy tôi đã trả lời trong bàn ăn rồi. Yeah. Thì bây giờ tôi chỉ xin nhắc lại rằng là đối với tư cách một tướng lãnh, đối với tư cách một sĩ quan cao cấp, tôi không thể nào làm một cái tay như là xin lỗi, nghĩa là không được thì liền đó bỏ mà đi. Tôi phải nghĩa bằng danh chánh ngôn thuận. Đúng rồi. Và vì thế cho nên tôi mới kêu bằng làm đơn từ từ mà không phải là một lần mà năm sáu lần. Dạ đúng như vậy. Thì ai cũng biết rằng tới giờ chót là ông Thiệu ông nắm hết quyền hành chánh trị, hành chánh, quân sự. Thì cái chuyện mà thưa anh Đại tướng, anh đã từng nói với tôi, đó là một cái hình thức độc tài trong chế độ dân sự, dân chủ. Thì cái hình thức cai trị, cái điều khiển của ông Thiệu đó, nó có lợi hay không? Thì cái đó, câu hỏi nó trả lời, nó có trả lời rồi thưa anh. Dạ. Đây là cái câu hỏi, nó hơi cá nhân chút, nhận định cá nhân chút. Nếu mà so sánh giữa Tổng thống Diệm và Tổng thống Thiệu đó, thì anh nghĩ Tổng thống nào độc tài hơn? Hơn ông Tổng thống nào? Dạ, ông Diệm là ông là cựu quan lại. Thành ra ông quan niệm là cái gì của dưới cái trào của ông nó phải là trật tự như hồi xưa. Tôi chỉ như lấy, triều đình Quế vậy. Dạ đó. Tôi chỉ lấy một cái thí dụ nhỏ xíu thôi. Dạ. Là cái ông Trường Trường Phước Long đó. Dạ. Ông được tụi thượng nó bắn được cái sừng tê giác. À, cái sừng tê giác. Không biết anh quý còn, lắm. Dạ. Anh còn nhớ tên cái ông Trường Trường, ông người Trung. Đúng, tôi thế nhớ. Thế là ông ấy lại không trình Tổng thống. Dạ. Thế là ông biết được tin là ông cách chức ngay lập tức. Phạt nặng lắm. Dạ, phạt mà cách chức. Trời ơi, kỳ đó ông Tổng thống ông kêu tôi không làm giặc về cái chuyện đó. Phạt mà cách chức ngay lập tức. Cách chức ngay. Rồi vì ông quan niệm là cái sừng tê giác tuy chỉ là một cái sừng, nhưng nó là cái vật của quốc gia. Thì bây giờ ông quan niệm ông là như vậy. Đó. Còn ông Thiệu thì ông ấy lại có cái mặt cảm kêu bằng ông ấy là cựu tướng lãnh. Thành ông cho rằng là ông mà có núm lấy hết, ông vẫn làm được. Bởi vì ông cho là chính trị ông có khả năng, và nhất là trước kia ông đã là cựu tướng lãnh rồi, thì ông nghĩa là phối hợp cả hai cái ông làm được, theo ý tôi. Cái đó là cái ý nghĩ cá nhân của ông Thiệu, nhưng điều tự nhiên ông Thiệu không làm được một mình, sau lưng ông phải có một cái ekip của ông để giúp ông trong thi hành cái đường lối kêu bằng độc tài trong dân chủ. Thì thưa anh, sau lưng ông Thiệu để thi hành chính sách đó có ai? Phải ông Đặng Văn Quang không? Ông Quang rồi có đóng cái vai trò gì hệ trọng trong vụ đó? Dạ không có đâu. Không có đâu hả? Không có đâu dạ. Anh nghĩ đó là cái cá nhân của ông Thiệu vậy? Dạ cái đó là cái bẩm tánh ông vậy hả? Bẩm tánh của ông vậy dạ. Chứ thiệt ra đâu có ai mà cố vấn gì cho ông mà sát được anh hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Thì người ta luôn luôn ở ngoài người ta cứ nghĩ rằng ông Trần Khiêm lúc nào trong những vụ chỉnh lý và đạo chánh, ông Khiêm cũng đóng cái vai trò hệ trọng nhất. Thì thưa anh, sự thật không biết nói ra sao? Cái đó giờ tôi không biết thiệt. Anh không biết hả? Dạ. Là bởi vì là tôi có chơi với ông Khiêm mà với tư cách kêu bằng bạn là bạn thường thôi. Dạ. Chứ không phải là bạn tâm giao mà tới những cái chuyện mà xin lỗi trong chánh phủ hay cái gì. Dạ không có dạ. Tôi không biết. Thiệt ra thì cái trong cái lịch sử Việt Nam mà có đệ nhị công hòa có nhiều cái bí ẩn. Dạ đó. Tới đúng. Giờ này cũng ấy, tôi cũng nói chuyện với ông Thiệu 2-3 lần, thiệt ra ông cũng rất cởi mở, nhưng mà đều nó có nhiều cái bí ẩn.
cái quan điểm đó là người ta nói rằng nếu mà tổng thống Diệm mềm dẻo hơn một chút năm 1963 đó, nghĩa là có những sự nhân nhượng đó, thì có lẽ tình thế nó không có nổi nguy nan. Thì cái chuyện đó thưa anh đại tướng có đúng hay không? Trong cái đào chánh đó nó có nhiều chuyện kêu bằng không may cho ông Diệm. Dạ. Trong cái buổi họp cuối cùng đó, với ông Capolos đó, ông đã tỏ ý nhượng bộ nghe không? Không biết anh có để ý cái lời nói chuyện với ông Capolos không? Dạ, ông, không tốn rõ. Ông có nói rằng là xin ngài đại sứ trình cái quý quốc rằng là nếu cái quý quốc mà muốn cái gì đó thì chúng tôi có thể sắp xếp để mà ấy cái này. Ông cũng nhượng bộ rồi. Cũng nhượng bộ tới lúc chót. Nhưng mà khổ cái chỗ rằng là bên Mỹ nó chia ra nhiều phe. Đúng rồi. Ở trong đó 2-3 phe, 4-5 phe. 4-5 phe thì đúng hơn. Dạ, thì có cái phe có thể nói là nó phana. Nó nhất định là phải loại. Phải loại ông Diệm. Thành ra không có cái cách gì mà cứu chữa. Mà rồi. Là cái tay mà nhớ được cái chỉ thị là cùng một phe với bên kia là Camorlos. Đúng rồi. Thành ra Camorlos có thể cứu ông Diệm. Nhưng mà họ đã quyết định như vậy rồi. Thành ra họ qua mặt cái nấy đi. Ông để cho ai nấy làm. Qua làm tùm lum. Mà không có kiểm soát kỹ. Cái cuộc chính biến. Rồi khi ông nghe ông Diệm chết rồi, ông tỏ ra hối hận. Dạ đúng rồi. Nhưng điều dưới quyền ông đó là 4-5 phe như anh nói đó. Dạ. Có người thì diều hâu. Dạ. Có người bồ câu. Rồi bồ câu thân ông Diệm, rồi chống ông Diệm. Nó hầm bà lan hết. Rồi khi mà ông Diệm chết rồi thì Kennedy sửng sốt. Nhưng điều tôi thấy rằng ông Kennedy là người gây tai hại nhất cho Việt Nam về cái vấn đề đó. Anh nghĩ sao anh... Thì đúng như vậy á. Dạ. Dạ. Mà anh có nghĩ là ông Diệm quá cứng rắn? Tới lúc chót tôi thấy ông muốn nhượng bộ. Muốn nhượng bộ. Dạ. Tôi nhưng có mà nói... trễ rồi thế anh. Dạ. Trễ rồi. Tôi có dịp tôi nói chuyện với Vương Văn Đông. Dạ. Nói chuyện với Nguyễn Chánh Thi. Về cái vụ đảo chánh Nguyễn Chánh Thi. Dạ. Rồi tôi có xét lại với Nguyễn Khánh. Dạ. Thì chính Nguyễn Khánh nói với tôi, Dương Văn Đông, nhất là Nguyễn Khánh, nói rằng khi mà Dương Nguyễn Chánh Thi mà với Dương Văn Đông bao dây ở ngoài đó, thì ông Tổng thống, ông sai Võ Văn Hải đi ra ngoài để mà điều đình, rồi vô trình cho Tổng thống biết coi họ muốn cái gì. Thì khi mà Hải vô trình lại, thì có Nguyễn Khánh đó, nói dạ thưa ông cụ, thì ở ngoài họ xin rằng ông Nhu phải ra đi. Còn cụ thì nên giao quyền lại cho quân đội. Thì lúc đó theo Nguyễn Khánh nói với tôi là ông cụ sẵn sàng rồi. Mà có cái này, không biết anh biết không, Nguyễn Khánh có đưa cho tôi cái tờ giấy. Nguyễn Khánh nói rằng chẳng những vậy mà Nguyễn Khánh yêu cầu ông Diệm hãy viết một cái giấy nói rằng giao hết trọn quyền cho Nguyễn Khánh để cải tổ lại, đưa cái thành phần mới vào chính phủ. Thì thưa anh có hay cái chuyện đó không? Tôi không hay, nhưng mà tôi tin rằng cái đó là cái kế hoãn minh của bên ông Diệm để liên lạc với cái phe mà cứu chúa đó, để diệt kịp. À, đúng cái rồi. Đó là hoãn minh. Hoãn binh chứ đâu có phải ông Diệm bao giờ ông chịu thua đâu vậy đâu. Đâu khi nào mà ông nhiều một cách dễ dàng. Đó, vậy. Đó, để đợi ông Kim với... Ông quan niệm ông là ông giống như có một cái thiên mệnh vậy đó. Đúng rồi, ông coi là thiên mệnh, không ai thế ông. Thưa anh, nó như thế này này. Dạ. Anh đã trong hội đồng nội các rồi. Có những tay khoa bảng, tiến sĩ rồi doctor, mà viết những cái bài diễn văn vô trong Tổng thống Diệm. Mà bởi vì tôi là tham mưu trưởng bị bộ mà. Dạ. Ông Tổng thống bèo đưa lên khoa cho ông Nhu. Đúng rồi. Ông coi cái là ông Nhu. Ông gạch. Dạ. Viết đỏ là hoặc là kêu bằng sửa đổi, hoặc bỏ, ông viết một bài khác. Đó. Đúng rồi. Và chỉ đọc cái bài đó thôi. Thì mình thấy rằng là tôi biết rồi. Thì tôi nghĩ có đó là kế quản binh. Nhưng điều ông Khánh, ông tin chắc là ông Diệm bị lấn vào cái thế bí rồi. Thì ông phải chấp nhận cái đó. Và khi mà Khánh nắm được cái đó, tưởng là quyền hành sẽ lọt về tay mình. Và Khánh, ông than với tôi là ông Nhu và ông Tổng thống, nhất là bà Nhu, đã quên những cái lời hứa đó. Rồi sau khi cái vụ mà ông cứu được, ông nói ông cứu được ông Tổng thống đó, thì đẩy ông làm tư lệnh trên cao nguyên. Rồi cái đó, cái hận đó ông không bao giờ quên hết. Anh nghĩ cái đó làm sao? Có thể đúng. Là bị cái phản ứng đó là tự nhiên. Dạ. Thưa anh, cái tối hôm đó nó như thế này.
khi mà ông Khánh ông may mắn á, ông mới vô được đường Nguyễn Du. Dạ. Ông leo hàng rào vô. Ông leo hàng rào ông vô được. Thì ông ra dấu cho phía trong á. Dạ. Biết ông vô hay là ông điện thoại trước. Ừ. Còn tôi đó cái nhiệm vụ. Lúc đó anh thưa xin lỗi anh, lúc đó anh đại tướng ở trong Vinh không? Khoan thì bây giờ tôi mới kể chuyện tôi. Dạ dạ dạ. Thì cái lệnh của tôi á, với những người mà làm công chuyện mà quan trọng trong Vinh á. Dạ. Là hễ có tắt đèn, biểu tình hay cái gì mà quan trọng ngoài Châu Thành là phải vô Vinh được ngay lập tức, không cần biết cái gì hết. Thì lúc đầu tôi ở Chợ Lớn, thì ông thấy kêu vô lâu quá, ông nói thôi bây giờ nói với ông Quách Tổng Đức kiếm cái nhà ở gần Grand á, lên đó ở, thành ra thưa anh tôi là hai nhà, tối thì đi ra cái nhà gần Grand ngủ, còn ban ngày đó thì làm việc. Rồi tối thì vợ tôi đem cơm ra đó cho ăn. Thế thì cái đêm hôm đó đường ăn cơm xong thì tài xế tôi cho dìa, xe thì đổ xăng đầy rồi. Mà hồi xưa thì không biết anh còn nhớ không, tham mưu trưởng miệng bộ có cái xe Citroen 15 đó, cũ xì đó, thì được thay bằng cái mới là Peugeot 203. Mới toanh thế nó để xăng nó chờ đó rồi thì nghe tiếng súng nổ. Thì ba chân bốn cẳng tôi cho cái súng sáo vô sau lưng, tôi lên xe tôi lái vô. Thì lái vô tôi đi đường Lê Thánh Tôn, rồi tôi đi trước trước cái tòa án đó thưa anh, mà bên hông Dinh Độc Lập á. Thì tôi đương lái xe sao tự nhiên nghĩa là thấy ở phía trước có lửa sáng, rồi tự nhiên cái parabrise nó bể nó rớt xuống. Mà lúc bây giờ tôi chưa biết là chuyện gì. Thì tôi chỉ thắng xe lại thôi. Khi tôi vừa thắng xe thì có một thằng lính nhảy dù nghĩa là tới mở cửa ra. Bắt tôi và tước cái cây súng. Nó bắt anh. Và bị nhảy dù nó đảo chánh. À rồi đúng rồi, nhảy dù nó đảo chánh. Tôi là tham mưu trưởng miệng bộ. Và anh vô là nó chặn anh liền. Tôi mới bị bắt ngồi ở cái đường bên bên kia đường dưới cây me. Thì thấy ông Lê Ngọc Triển là phụ tổng thống. Lê Ngọc Triển. Lữ đoàn Liên Minh cũng ngồi bên đó. Nhưng xe thằng cha nó không có bị bắn. Thế ngồi một hồi mới thấy đầu kia xe taxi nó đi lại. Nó không biết là cái đường cấm. Thì dưới gốc me đó là này, mỗi một gốc me đó là có một thằng cha lính nhảy dù. Thì tôi mới thấy là cái xe taxi nó đi lại thì thằng lính nhảy dù mới hô đứng lại ba lần. Không nghe lời là nó bắn. Là parabrise bể hết. Thì nó mở cái cửa xe ra. Thì cái thằng cha tài xế đó là một cái xác lật sang một bên. Thì lúc bây giờ tôi mới biết là bưng nấy tôi ở trong trường hợp đó. May quá. Và quay kiếng lên để chạy không nghe nó hô. Thành nó mới bắn. Đó đó. Thành tôi vô không được. Anh vô không được. Và tôi bị bắt. Còn ông Khánh không vô được. Thì theo cái quan điểm của ông Khánh đã từng nói với tôi là sở dĩ ông không sốt sắng đem quân về để cứu giá, để giúp Tổng thống như năm 60 là bởi vì ông Tổng thống đã đối xử với ông một cách không có công bằng lắm, nên ông buồn về chuyện đó. Thế cái chuyện đó ra sao? Cái đó có thể. Tôi xin nói... Cái đó là vẹt sống của Khánh à? Dạ không, tôi nói có thể là như thế này. Là trong khi mà ông Tổng thống nó kêu lên cho ông Khánh, mà như ông Khánh kể chuyện đó, thì lúc bây giờ là tôi đã được thả ở trong... Tổng tham mưu rồi. À, thả rồi. Là bởi thả là như thế này. Ông đến kêu tôi. Khi mà ăn cơm xong rồi đó thì quân cảnh nó mới đem cái còng đó. Nó còng một tay tôi rồi, cái cốc rồi. Còng nữa. Thì tôi đã nói cái đêm hôm đó là nó muốn thủ tiêu tôi như ông Tung mà. Thì nó cốc một cái rồi thì có sĩ quan Triều Duyên cũng đến. Mới qua nói rằng là ông Thứ Tướng đến muốn nói chuyện với ông Đại Tá Diệp. Thì cha này nó mới cởi ra. Thì qua bên gặp ông Đính. Ông Đính mới năn nỉ tôi. Cầm nhảy dù đến Vinh Gia Long. Là bởi vì Vinh Gia Long, thằng xin lỗi, chuyện của lục chiến nó đến lâu quá. Thế bây giờ muốn dùng nhảy dù. Tôi nói với ông Đính tôi làm không được. Bởi vì ông giao cho tôi cây gươm, tôi đâu có dùng cây gươm mà tôi chém không á. Thì bây giờ anh muốn dùng nhảy dù thì anh chỉ định một cha nào đó làm tư lệnh đi. Rồi anh biểu nó làm. Thế thì ông đến thấy nghe nói rồi thì ông thôi được rồi. Thế là tôi đi ra. Thế ra ngoài thì một hồi đó là lúc bây giờ tôi lấy làm lạ là hoặc là ở nhà dỗ tới can thiệp.
liên lạc với các tướng lãnh bởi vì quen nhau mà. Yeah. Dù sao vẫn là bạn hết. Thì lúc bây giờ tôi đi thông thả, thì tôi đứng ở trước trước cái bureau của ông Hoa. Yeah. Mà ông nói trong cuốn sách đó. Yeah, ông mời tôi ngồi đó. Yeah. Là không phải là ông mời, mà lúc bây giờ tôi được tự do. Tôi ngồi trước cái văn phòng của ông á, cái bureau của ông á. Yeah. Thì một hồi ông Diệm kêu vô cho gặp ông Kim. Yeah. Thì khi ông Diệm nói chuyện với ông Kim á, thì tôi nghe. Thì bây giờ tôi xin nhắc là yeah, ông nói nó là làm sao vậy? Yeah. Thì ông Diệm nói cái gì đầu kia tôi không có nghe. Yeah. Nhưng chỉ nghe ông Kim nói rằng là thưa Tổng thống, việc này trễ rồi. Và bây giờ tôi cũng không quyết định được. Yeah. Và luôn tiện đây có Trung tướng Đôn đó. Thì để xin Tổng thống nói chuyện với Trung tướng Đôn. Yeah. Thì lúc giờ ông Đôn cũng có trái cái văn phòng đó. Thì ông Đôn mới nói chuyện lại với ông Diệm. Yeah. Thì ông Đôn cũng trả lời lễ phép như ông Kim đã trả lời ông Diệm. Yeah. Và cũng nói bây giờ trễ rồi, chúng tôi sắp xếp để cho quý vị nghe là được đi ra ngoại quốc. Đó là tôi đoán. Yeah. Là cái thời gian mà ở trong nhà thờ cha ta mấy cái gì đó kêu ra cho bên ở Tổng tham mưu, thì kêu cho ông Khánh. Yeah. Chắc có lẽ vào cái thời gian. Dạ đúng rồi. Yeah. Theo anh như vậy, thứ anh nghĩ trong cái vụ đó thì ông Kim, ngay cả ông Đôn, có ông Đính tôi không hiểu sao, thì chắc tôi nghĩ mấy người đó không chủ trương giết ông Diệm đâu ha. Họ chủ trương là đẩy ông ra ngoại quốc thôi. Dạ. Chắc họ cũng không biết gì về cái chuyện mà cái quyết định mà giết ông Diệm, phải không? Dạ có thể. Dạ, đúng. Dạ, cái đó là của ông Minh, phải không anh? Dạ. Bởi cái tay thì hành là Nhung. Dạ. Dạ. Có một chuyện nữa, bữa nay ông Thiệu đã qua đời rồi. Anh lớn tuổi, tôi cũng lớn tuổi rồi. Tôi xin nói một cái chi tiết này để hỏi ý kiến anh thôi. Dạ. Tôi có gặp ông Thiệu trên Boston. Tôi có hỏi ổng một bữa nọ, chỉ có mình ổng với tôi à. Tôi hỏi trong cái vụ mà giết ông Diệm đó thì thưa anh nghĩ sao? Thì ông Thiệu, ông suy nghĩ chút rồi ổng nói tôi như vậy. Đây tôi text cho anh mang tôi nói anh. Ông nói anh Trinh ơi, tôi nói thiệt với anh đêm nay. Nếu mà trong cái vụ mà tấn công Vinh Gia Long đó, mà hội đồng cách mạng giao cho tôi. Dạ, đúng rồi. Giao cho tôi chỉ huy đó, thì tôi bảo đảm với anh là không bao giờ tôi để cho họ giết ông Diệm và ông Nhu. Ông có nói ông Diệm, ông cụ. Luôn luôn là ông Thiệu lúc nào nói tới ông Diệm là ông cụ không à. Tôi không bao giờ để họ giết ông cụ và ông cố vấn. Khổ nỗi là bữa đó tới giờ chót, tôi được cái lệnh là không phải tấn công Vinh Gia Long mà đánh thành Cộng Hòa. Thành ra nó quá tầm tay tôi. Khi mà nghe ông cụ mà bị giết vậy đó thì tôi rất là bực tức. Thưa anh nghĩ chuyện đó đúng không? Dạ cái đó tôi không biết nữa. Anh không biết hả? Dạ không biết nữa. Họ nói rằng ở trong hội đồng cách mạng đó, thiệt ra thì những cái người, những vị tướng như ông tướng Trần Thiện Khiêm và mấy tướng khác, trừ ra ông Dương Văn Minh, thì mấy tướng kia không có ai mà chủ trương mà giết ông Diệm. Thì chuyện đó có đúng hay không? Dạ. Dạ. Thưa anh, cái lòng người đó nó muôn mặt. Đối với một cái đứng trước một cái tình trạng nào đó đó, người ta hay là giấm chân vậy nè, xem bên nào nặng bên nào nhẹ, rồi khi bên nặng thì mình theo, bên nhẹ thì mình tránh hay là gì đó. Thành ra cái tình đời khó nói lắm thưa anh. Anh có một cái tài liệu nữa mà hôm nay tôi không có đem để cho anh coi, nhưng được cái đó là cái tôi không hiểu cái đó xuyên tạc hay misinterpretation hay là đúng. Họ có nói rằng trong cái vụ đảo chánh đó tới giờ chót, sở dĩ anh không bị thủ tiêu như mấy người kia, tôi nói Lê Quang Tung này nọ đó, bởi vì họ biết anh là người cương trực, không thế nào anh phản ông Diệm. Giờ tới anh thoát khỏi, anh chẳng những anh không bị cái thân phận của mấy người đó, mà anh còn giữ là cái chức tư lệnh nhảy dù. Mà nhờ cái vụ mà anh giữ cái chức tư lệnh nhảy dù, mà sau này anh đã giúp cho ông Kim đảo lợi cái phe Dương Văn Minh. Bởi vì một là anh hận cái chuyện đó, và đây là cái hình thức để anh trả thù cái chuyện mà giết ông Diệp một cách vô lý như vậy. Cái vẹt xem đó đúng không thưa anh? Dạ tôi xin kể chi tiết anh nha. Dạ dạ, cái đó giữa anh em mình thôi. Dạ dạ, dạ. Không sao. Dạ. Thưa anh nói ly kỳ lắm. Ừ. Tôi hết làm tư lệnh nhảy dù rồi thì xin lỗi, tôi chán đời ghê lắm. Dạ. Đưa ở một cái đơn vị chiến đấu cũng giống như là
con cọp trong rừng gì đó. Yeah. Sướng lắm. Ừ. Không có chính trị gì hết. Đúng rồi. Có lệnh hành quân là đi hành quân. Ừ. Đi hành quân nhiều rồi nghỉ dưỡng quân, ừ, luyện tập binh sĩ mình để tới một kỳ khác mình làm chiến công. Ừ. Cái đó đối với tôi nó cao cả ghê lắm. Đúng dạ. Rồi. Khi mà tôi bị cái cú đó rồi thì tôi muốn giải ngũ ngay lập tức thôi anh. Dạ, chán lắm. Chán lắm. Chán lắm. Mà quân đội, xin lỗi anh, phản quân đội. Ừ. Anh em ngày thường nói huynh đệ chi minh mà xin lỗi giết nhau. Ừ. Thành tôi thấy nó không có giá trị nữa. Đúng rồi. Thành mình ở làm chi. Ừ. Mà chính các ông ấy cũng định rằng là sau này đó thưa anh. Dạ. Khi mà an bài rồi là cho tôi đi làm tùy viên quân lực trên lèo. Tại tôi sẽ để trên viên chan. Dạ. Anh có làm tùy viên quân sự? Chưa, là... chưa. Định, định. Dạ, anh là viên là viên chan đó. Dạ, viên là viên anh chan. Anh có nói tôi đó. Dạ đó. Dạ. Thì định cho tôi làm trên đó. Dạ. Thì Tống xin lỗi tên Tống mẹ nó, cái thằng này đó, đi xa cho rồi. Đúng rồi, anh là cái gai. Dạ. Nhưng mà nó khổ như thế này này. Dạ. Chưa cho tôi đi thì ông biết là tạm thời, ừ, làm trưởng phòng nhì bộ tổng tham mưu. Dạ. Thì phòng nhì tổng tham mưu công chuyện nó thưa anh, nó không khó gì hết á. Dạ. Thế là ngày hôm sau đó là tôi lại kêu bằng lái xe jeep vô trong ngồi làm. Ừ. Thì cái này chuyện hơi riêng một chút. Dạ. Thì xin lỗi tôi không, dạ, có giấu anh làm gì. Dạ, dạ. Tôi đưa ngồi buồn, không có công chuyện làm. Dạ. Thì giờ tôi kêu vô. Dạ. Cái nói là anh buồn lắm hả? Đúng rồi. Ừ. Thưa anh tôi khóc. Dạ, tôi biết. Tôi, dạ, biết cái tâm trạng anh, ừ, lúc đó. Ừ, tội nghiệp. Thế rồi giờ tôi mới nói là thế thì bây giờ đó, nếu người ta cho anh về nhảy dù thì anh tính sao? Ừ. Sướng không? Ừ. Thưa anh, vợ tôi là một làm người sao đồng... chị biết cái chuyện đó? Người ta, trời, là ai? Không thì bây giờ rồi tôi sẽ kể, tôi, yeah, sẽ, yeah, tôi sẽ kể chuyện anh. Dạ, dạ, dạ. Giờ tôi hơi đặc biệt ở cái, yeah, chỗ đó. Yeah. Có người nó đặc biệt lắm. Yeah. Thế tôi mới nói là ở đời đó, làm gì có nước chảy ngược. Ừ. Anh bây giờ ngồi đây rồi, thân phận không biết Tống đi đâu. Yeah. Bây giờ anh làm sao mà có cái chuyện mà mơ mộng gì nhảy dù. Đúng rồi. Thế nó nói. Nhưng mà anh em hỏi anh, ừ, nếu như người ta cho anh về thì anh nghĩ sao? Ừ. Ừ. Tôi nói, nói trời ơi, nếu mà được về thì anh về chứ. Dạ. Nếu được thì anh về. Ừ. Nhưng mà cái đó là không tưởng. Đúng rồi. Dạ. Thì ông nói, được thôi, được rồi nha. Tội nghiệp chị. Cứ, dạ, làm việc đi. Dạ. Dạ. Rồi anh sẽ cho em biết tin. Dạ. Ừ. Thế là bà liên lạc thì thiệt tình không nói dấu gì. Anh bà là bạn thân của ông Kim. Dạ. Thì bà liên lạc với ông Kim, bà Kim làm sao không biết. Dạ, cái đó anh đâu biết. Dạ. Thế rồi với ông Kim nữa. Dạ. Rồi lại các sĩ quan nhà dù nữa. Ừ. Thì cỡ buổi chiều, ừ, thì có một số sĩ quan nhảy dù đó qua thăm tôi. Dạ. Ừ. Và nói rằng là bây giờ đó thì tư lệnh chính thức chưa có chỉ định. Ừ. Thì ông trung tướng Dương Văn Lê Văn Nghiêm chỉ huy tạm thời. Dạ. Mà hôm nay thì không có nhảy dù gì hết á. Dạ. Thì bây giờ nghĩa là nếu mà lệnh người ta chỉ định thì thôi. Sứ du lệnh em. Thì thưa anh, trong quân đội á, phải phê distinction, distinction cái... order mission và cái order d'affectation tôi được. Cái affectation là nó definitive. Đúng rồi. Dạ, mà nó quan trọng. Dạ. Còn cái order mission thì nhiệm vụ tạm thời vậy thôi. Dạ. Dạ thôi. Dạ. Thì tôi nhận được cái order mission trở về nhảy dù. Mission. Dạ. Dạ. Mà ông Kim ký. Ông Kim ký. Dạ. Với tư cách gì? Tham mưu trưởng Liên quân. À, ông là tham mưu trưởng Liên quân. Sau khi đảo chánh rồi, ông vẫn tham mưu trưởng Liên quân. Yeah. Mà ông vẫn điều động quân đội, các đơn vị. Yeah. Cái đó thuộc quyền của ông hả? Dạ, cái đó quyền hạn của ông. Yeah, yeah, yeah. Nhưng mà sau khi mà tôi về được rồi đó, thì ông có điện thoại cho tôi. Yeah. Ông nói anh Duyên à, cái chuyện Moa làm này nó nguy hiểm lắm. Ừ. Là bởi vì là Moa cưới cái sự vô lần này á, ừ, Moa không có hỏi ý kiến mấy ông lớn trên. Yeah. Là ông Dương Văn Minh, ông Đôn, ông Chim. Ừ, ừ. Thì toa phải để coi chừng cái phản ứng của mấy ông á. Yeah. Và khi mấy ông có phản ứng á, toa phải hết lòng giúp Moa. Ừ, ừ. À, phải lòng hết giúp Moa. Yeah. Yeah. Là bởi vì anh làm chuyện bậy mà. Đúng rồi. Đương không con cọp cho nó. Giúp ông Kim bằng cách nào? Thì đó. Anh là người được bị đề di nhê và được đề di nhê. Dạ. Rồi nếu ông Minh ông phản ứng rồi anh giúp cách nào? Không thì đó. À tôi hiểu rồi. Dạ. Dạ tôi hiểu rồi. Dạ. Thế thì tôi là con người thì anh biết
đối với ông Diệu mà tôi còn trung thành đi. Cái ông Khiêm, vấn đề trung thủy. Dạ. Dạ. Mà ông Khiêm mà kêu bằng giúp cho tôi về nhà Du thì tôi nói tôi sẽ hết lòng. Đúng rồi, cái đó là dĩ nhiên, ai cũng hiểu. Dạ. Thì lúc bây giờ như tôi kể chuyện với anh bên nãy, dạ, là nó tống đơn vị nhà Du đi làm khu trù mật, dạ, ở Long An rồi thì định tường các nơi đó. Mà không được ở Sài Gòn. Dạ. Dạ, được lệnh express xe mà không được ở Sài Gòn. À, dạ, nó dạ, sợ đạo chánh. Nó đề phòng. Dạ, nó đề phòng. Thì bữa hôm đó tôi mới được thứ bảy chủ nhật mới về thăm nhà. Dạ. Thế vợ tôi mới nói, ê anh Kim có điện thoại đó thì anh ráng điện thoại xem nó muốn nói cái gì. Dạ. Muốn cái gì. Dạ. Cái điện thoại cho ông Kim thì ông Kim nói, bữa trước mà nói với toa đó, cái chuyện nó sẽ xảy ra đó, thì bây giờ nó đương xảy ra đây này. Tôi mới hỏi là chuyện gì. Nó nói thì bây giờ nó cách chức Moa, Moa không có làm tham mưu trưởng liên quân nữa. À, mà Moa về quân đoàn 3. Mà anh nghĩ cái đó là một cái consequence của cái chuyện mà tôi chỉ định anh không? Dạ đúng rồi. À, là bởi vì thưa anh như là cách chức mà. Cách chức rồi, đưa ông về tư lĩnh. Tôi nói là quân đoàn 3 nhưng mà thiệt ra là nếu không có quân trong tay đâu có làm cái gì đúng đâu. Rồi, dạ. Mà cái người mà điều động quân mà tổng từ bị là anh tham mưu trưởng liên quân. Dạ, à, bây giờ tôi hiểu rồi. Dạ. Dạ. Thế thì tôi nói với thì anh đừng có lo gì hết đó. À. Bây giờ kế hoạch của anh làm sao thì anh cứ làm cho kỹ. Dạ. Cái ngày giờ nào mà anh cần tới tôi á, à, là tôi sẽ đứng bên cạnh anh. Đúng rồi. Dạ, có qua có lại anh ấy. Dạ. Cái đó là dĩ nhiên. Xin ông anh. Dạ, thì cái chuyện đó tôi kể cho tâm lâu rồi. Thành ra cái ở ngoài cái vẹt xe ông đó không trật anh. Không ai biết hết. Không ai biết hết. Không ai biết. Là bởi vì tôi không, cái chuyện nó cũng chả đáng khoe làm gì. Đúng rồi, dạ. Thế thì có một bữa đó thì ông Khiêm mới nói, tối nay đó nghe không? Ừ. Tối nay hả? Dạ, thế là về tôi cho các binh sĩ nó sẵn sàng. Thì nó sẵn sàng thì thưa anh nó như thế này. Mấy ông khi thành công trong cách mạng rồi đó, thì mấy ông tướng đó là ông nào cũng vậy hết á. Lấy lính gì dù để gác nhà. Đúng rồi. Cho có an ninh. Nói như dù đánh giặc giỏi, giữ an ninh chắc, thì tương kế tự kế thôi. Tương kế tự kế. Dạ. Thằng cha nào mà gá nhà mấy ông á. Anh là bóp cổ hết. Thế là giữ mấy ông luôn. Anh rồi gửi trứng cho ác. Dạ, gửi trứng đầu đẳng. Đó. Cái chuyện đó dĩ nhiên. Thành ra cái chú đó làm lẹ lắm anh ha. Không đổ máu. Không đổ máu mà. Không đổ máu làm lẹ. Thì ai ở ngoài ai cũng biết rằng chuyện chỉnh lý 64 đó là ông Khiêm, ông Khánh. Thì người ta nói ở trong đó đại tướng có đóng cái vai trò tự nhiên hệ trọng về cái vấn đề mà chỉnh lý. Thì cái chuyện đó có đúng hay không? Thì, mạnh ở trong đó có ai? Thì khoan tôi nói xin nói hết. Yeah. Ngoài cái vấn đề mà trả ơn ông Khiêm. Yeah. Ngoài cái vấn đề như anh nói từ đầu á. Yeah. Là cũng giống như là rửa mặt cho mình. Dạ đúng rồi. Trước kia mình cũng là oai phong mà rồi. Chúng hạ xuống. Rồi giếp ông Diệm rồi. Thì bây giờ mình phải trả thù. Đúng rồi. Cái chuyện đó là sẽ nổ man. Nổ man. Cái thứ ba là cái vấn đề nghe nói. Mấy ông cũng muốn đi trung lập gì, trung lập gì với Pháp đó. Đúng rồi. Thì thành ra ba chiều nó chắc chắn là phải làm. Họ nói ra cái chuyện mà trung lập đó là cái sự phao du. Phao du họ để dùng làm lý do để lật họ. Chứ thiệt họ không có trung lập. Có thể. Thì cái đó tôi không cần biết. Anh nói có thể. Tôi nói có thể là bởi vì tôi không có rành. Dạ. Thì sau khi làm xong nó lại còn kỳ như thế này thưa anh. Làm xong rồi đó thì tôi không đêm hôm đó mệt thức cả đêm. Dạ. Tôi mới qua bên câu lạc bộ tổng tham mưu. Tôi ngủ. Dạ. Để cho gần bộ tổng tham mưu mà. Dạ. Còn đơn vị nhà dù thì có người lo rồi. Thì tôi mới nói với ông Kim Ê. Thì bây giờ cờ tới tay rồi đó. Qua chỉnh lý thì tôi làm gì thì làm đi. Qua chính trị zero. Như hai nó qua đại tá. Qua tiết chỉ huy nhị vua. Qua về nhị vua. Ông nói thì ông biết ông trả lời sao. Nói qua ông chả biết chính trị gì hết. Tôi bây giờ thằng Thánh đó, thằng Khánh đó. Nó quen Mỹ nhiều nhé. Nó làm chính trị thì thôi. Để cho nó làm. Thành ra đương không á. Mà tới giờ phút này đó. Nếu mà ngày 12 này. Mà anh hỏi ông Nguyễn Lưu Duyên đó, là ông Nguyễn Lưu Duyên cùng chỉ trích ông Khánh là cờ tới tay cái thời kỳ đó nghe, mà ông có để tốt luôn. Anh biết Nguyễn Lưu Duyên với Nguyễn Khánh bà con chứ. Là bị tốt luôn.
Có cái chuyện về vấn đề mà trung lập của Dương Văn Minh, Trần Nhân Đôn, nó có cái chuyện này. Có một cái tài liệu declassify nói rằng trong đó cái vụ chính lý là có Khánh ha, có anh nè, có Khiêm phải không, Dạ. Quốc là bên kia. Thì có một cái document của Bộ Ngoại giao á, tôi đọc á, nói rằng cái chuyện mà nói cái phe Dương Minh là trung lập là do cái sự dựng đứng của Nguyễn Khánh. Và Nguyễn Khánh có một người cố vấn cho y là một ông Wilson. Wilson đại tá. Dạ đúng rồi. Ông đó thì ông thổi phồng Nguyễn Khánh lên làm như một mắt say say thứ hai. Dạ đúng rồi. À, cái đó là Nguyễn Khánh nói tôi ạ. Dạ. À. Mà chính là cái anh đó giúp đỡ cho Nguyễn Khánh, Dạ đúng đỡ đúng đúng. đầu cho Nguyễn Khánh đó, và tuyên truyền cho Nguyễn Khánh đối với Mà phía Mỹ nó đó. le nó khi người lắm á. À, Khi người lắm á nó khiến người lắm. dạ. Thì nó có cái này, nó nói rằng ông Nguyễn Khánh đã gạt bên phía Mỹ, bởi vì Nguyễn Khánh nói rằng bằng đủ mọi cách phải chỉnh lý Dạ. Dương Văn Minh, bởi vì Nguyễn Khánh có những cái tài liệu chứng minh rằng, Uve dạ. prove rằng Pháp đã giúp cho Dương Văn Minh, Trần Nhân Đôn, những người con đẻ của Pháp đứng đi trung lập. Và bên Mỹ họ nói chuyện đó có thiệt không? Pháp nói, Khánh nói nhất định tôi có ấy, cho tôi vài bữa, nhưng đều xong nó lỏng chánh lý liền. Rồi rốt cuộc rồi bên Mỹ nói là không bao giờ, không bao giờ mà Nguyễn Khánh đem trưng bày cái bằng chứng là cái nhóm đó là trung lập cả. Đó là Dương Văn Đô, Trần Nhân Đông nói riêng tôi, đó là cái sự dựng đứng của Nguyễn Khánh. Anh nghĩ sao? Có Cái đó tôi không về đi về được. không anh? Anh chỉ là tham gia anh chỉnh lý về cái thôi Dạ, dạ. hả? Thì cái đó thì anh, cái đó là cái bên trong của gái Dạ, đó, dạ. và nói rằng ông Khánh không bao giờ prove được mấy người đó là chỉnh lý. Dạ. Và anh thấy không, cái sự cái miền Nam Mà của mình. thiệt ra thì đã làm rồi thì phải complete rồi, đâu có cần phô vê gì nữa. Và tôi bây giờ cái cuộc diện nó vậy. Nhưng Sài Gòn ra sao, nước mắt vẫn cần cho thành phố bất hạnh đó. Một thi sĩ viết: Sài Gòn trong nhà gửi nỗi buồn, ra sân ra ngõ trống đời trơn, ra phường ra phố ra tăm tắp, nơi những đề lau giữa núi rừng. Sài Gòn trong nhà mẹ ngóng con, mắt sông cát lấp đã rêu cồn, miệng thầm kinh nguyện lòng nghi hoặc, ôi mãi cầu xin dẫn mỏi mòn. Sài Gòn trong nhà vợ nhớ chồng, nhớ khùng nhớ dại nhớ lung tung, nhớ nhiều nhớ mãi không quên nhớ, buổi tối tay anh bị siết còng. Sài Gòn trong nhà con đợi cha, năm sáu mùa xuân bố vắng nhà, bao giờ bố mới về đây bố, con lớn khôn rồi biết xót xa. Sài Gòn trong nhà đầy ưu phiền, rất hài hòa cảnh tượng chìm đen, tủ giường bàn ghế nồi son chảo cùng với người chung một nỗi niềm. Sài Gòn trong nhà vắng như tờ, lâu lâu giọt nhỏ giọng hồn xưa, chú thạch thùng quen thôi tặc lưỡi, và con nhện cũng chán dân tơ. Sài Gòn trong nhà, Sài Gòn ơi, hãy thinh không nhé, hãy trùng khơi, hãy im lặng đến thời lên tiếng, vì tiếng em cao, giọng tuyệt vời. Sài Gòn trong nhà buồn bã, Sài Gòn ngoài phố ủ ê, khuôn mặt chính xác của phồn vinh, không giả tạo của xã hội chủ nghĩa, đã phơi bày rõ rệt dưới ống kính trung thực của Tây Phương. Nó là phần thưởng cao quý của những kẻ đòi hòa bình tức khắc ở Việt Nam. Hòa bình rồi đó, hòa bình lâu rồi đó. Người đổi đời sống như ma ở nghĩa địa, người lượm từng chiếc túi ni lông dơ bẩn, rửa sạch để bán kiếm tiền mua gạo chợ đen. Hòa bình rồi đó, thù hận khởi sự, nhân quyền bị chà đạp, nhà tù mở rộng cửa lùa con người vô tội vào. Hòa bình rồi đó, một hòa bình rỗng tuếch, đói khổ, thiên đường bánh vẽ cộng sản lộ nguyên hình,
cách mạng cai trị bằng chính sách gạo. Ngày xưa, roi điện thì còn, ngày nay, roi gạo hao mòn kịch xương. Dẫn thứ roi gạo phủ phàng, đã quất nát bao tử dân miền Bắc, lại quất ê chề bao tử dân miền Nam. Ông Hồ Chí Minh hứa hẹn, đánh xong giặc Mỹ, ta sẽ dựng lại bằng 10 năm xưa. Chẳng phải thế đâu, chẳng bao giờ có xây dựng mà chỉ có băng hoại đến cả tình người. Có người tưởng đã được đoàn tụ trong khốn cùng, vẫn bị cưỡng bức ra đi. Lưu đày tại quê nhà, đi đâu? Những miền tù ngục ngụy trang kinh tế mới, phấn cách mạng, son giải phóng đã nham nhở trên mặt hề chế độ cộng sản. Người Việt Nam lại đi, lại đói khổ, lại lết thết, lại bơ vơ. Và đó là định nghĩa tự do, hạnh phúc của Việt Nam, dân chủ Cộng hòa, biến thể Cộng hòa, xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những ai còn ảo tưởng cộng sản nữa đây, hãy nghe dân gian lên tiếng. Từ khi ta có Bác Hồ, nhân dân chẳng được ăn no ngày nào. Mãi mãi là khó khăn, là con người quằn vai, cong lưng thay trâu bò trong một xã hội tô son khẩu hiệu. Xã hội cộng sản, không còn người bóc lột người. Cái xã hội tồi tệ đó, lãnh tụ ăn đặc táo và dân chúng ăn khoai mì, ngô, gạo hẫm ròng rã 30 năm và sẽ ngàn năm. Ai sinh ra cái củ mì? Hỏi, để làm gì? Đáp, để mà ăn. Nước nhà mãi mãi khó khăn, dân mình mãi mãi phải ăn củ mì. Con người bị nô lệ quá, bị bóc lột, tận cùng sức lao động, bị đói khổ, bệnh hoạn. Vậy mà chế độ cứ trơ trẽn, khoác lác. Lao động là vinh quang. Vậy mà Tố Hữu cứ nịnh hót Hồ Chí Minh. Tự do cho mỗi đời nô lệ, sữa của em thơ lụa tặng già. Sữa nào tặng em thơ, lụa nào tặng cụ già. Cụ già nằm rên rỉ trên nền đất, trong căn nhà ọp ẹp dùng kinh tế mới. Em thơ vừa nhây vú mẹ, vừa khóc vì mẹ ăn khoai mì, vú làm sao căng sữa. Đảng thay người bóc lột người, và người lam lũ, khốn nạn gấp trăm lần người dưới ách thống trị thực dân, đế quốc. Người đã có cách mạng, vẫn lao động thi đua với trâu bò, người đã bị cưỡng bức, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa tồi tệ. Và đây là cung thiếu nhi của xã hội chủ nghĩa ấy, là trường học dạy bài trồng người của ông Hồ Chí Minh. Ở cung thiếu nhi, ở nhà trẻ, ở mẫu giáo, ở tiểu học cộng sản, tuổi thơ đập đá mưu sinh, đập nát hồn nhiên qua bướm. Tuổi thơ vừa đập đá vừa hát, như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Lời Bác nay thành chiến thắng huy hoàng, 30 năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông, 30 năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công. Kháng chiến đã thành công, và hạnh phúc của tuổi thơ là đập đá. Em bé Sài Gòn ơi, ngừng đập đá một chút được không? Em gái Trương Dương, Gia Long, Lê Văn Duyệt ơi, ngừng cấy lúa một chút được không? Cho tôi hỏi, Sài Gòn vui không em? Và chúng ta nghe câu trả lời, Sài Gòn chỉ vui khi các anh về. Từ một niềm nhớ không tên, Sài Gòn đã thành nỗi đau có tên. Hãy hình tưởng Sài Gòn, người tình chung của ta lạc vào tay thù. Qua lạc tay thù có ố gương, khi manh áo của loài trộm tinh phủ lên tên Sài Gòn.
thành phố của ta bị lột da như chính ta bị lột da vậy. Và đó là nỗi đau mưng mủ trong mỗi trái tim chúng ta. Những con đường qua mộng cũ bây giờ hằng lên những thù hận, thống khổ, thê lương ngậm ngùi. Nụ cười hôm qua là giọt lệ hôm nay, hy vọng hôm qua là tuyệt vọng hôm nay. Đời sống đầy rẫy những đe dọa ban ngày, những hải hùng ban đêm. Nếu cột đèn biết đi, cột đèn sẽ vượt biển tìm tự do.